Đây là quá trình khai mộc cho phôi gỗ nặng gần 2 tấn. Và sau khi đã thống nhất ý tưởng cũng như là chọn được ngày đẹp, bác khách đã bay từ Sài Gòn tới xưởng tranh gỗ Bùi Gia để thực hiện nghi lễ khai mộc cho tác phẩm này. Nếu có điều gì đáng nói trong cái buổi lễ khai mộc này thì tôi muốn nhấn mạnh đến cái sự nhiệt tình, chân tình cùng với cái sự khiêm nhường của bác khách. Đây là lần thứ hai bác ấy bay ra Hà Nội chỉ để bàn công việc cho tác phẩm, và thật sự là rất là hiếm khi mà có một bác khách đặt được cái lòng hâm mộ cũng như là tâm huyết cho tác phẩm đến như vậy. Và cũng là lần thứ hai bác ấy thể hiện cái sự khiêm nhường cho cái tác phẩm và cho chính những người thợ của chúng tôi. Đầu tiên là bác ấy thắp ba nén hương và vái về tứ hướng, rồi lại quỳ phục trước cụ gỗ để khấn lạy. Và thực sự là những người làm nghề như chúng tôi cũng lần đầu tiên mới chứng kiến một người đặt tâm vào từng cái công việc như vậy. Bác đấy có tâm sự rằng vạn vật đều có sức sống và luôn là hữu duyên. Cụ ấy đã sống hàng trăm năm, giờ lại may mắn được sở hữu, nên là mình cũng thể hiện cái tấm lòng chân quý để cụ cũng biết và an tâm khi ở với mình. Và đó cũng là một trong những bài học rất là thú vị và ý nghĩa với những người thợ giống như là chúng tôi, luôn luôn biết được cái sự khiêm nhường cũng như là chân quý những cái công việc mà mình đang làm, đúng không các bác?